So Captain, we're on 046. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Top Gun Maverick. I don't understand. Just go 26. Rồi, ở đây nó xuống tàu. Im thích. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Thị Đậu đây. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái quá trình mà con tàu của mình rời cảng của Úc thì nó sẽ như thế nào. Đây, hiện tại thì mình vừa mới điều động ra khỏi cầu cảng xong. Đây là cái khung cảnh xung quanh nha mọi người. Ở trong luồng, tàu mình đang đi ra khỏi luồng để đến Thái Bình Dương, đến Argentina để trả hàng nha mọi người. Hoa Tiêu thì đang là làm việc ở trên buồng lái. Đó, tí mình sẽ lên đó mình review cho anh em. Đây ở phía trước, mọi người thấy ở phía trước không? Có một số anh em thủy thủ đang trong quá trình là rửa cái chỗ đáp của trực thăng. Tí Hoa Tiêu sẽ đi trực thăng từ ngoài biển đi vào trong bờ nha mọi người. Tàu mình thì vừa mới nhận hàng than xong cho nên là rất là dơ ở trên nắp hầm hàng, cho nên là cần phải rửa sạch. Đó, như đây, nó rất là dơ luôn. Vậy là mình đã ở trong khu vực buồng lái của tàu. Và bây giờ mình sẽ review cái quá trình mà Hoa Tiêu và thuyền trưởng điều động con tàu của mình ra khỏi luồng. Đây chính là thuyền trưởng, là người đứng đầu trên một con tàu. Còn hai ông người nước ngoài này chính là Hoa Tiêu của cảng Úc, đang điều động tàu rời cầu ra Thái Bình Dương. Mình chỉ lên tàu được vài ngày nhưng đây là thuyền trưởng vui tính nhất từ trước đến giờ mà mình làm việc. Đây là đoạn video clip mà mình xin thuyền trưởng vào khu vực buồng lái để quay cho tất cả mọi người cái khung cảnh mà Hoa Tiêu làm việc với thuyền trưởng ở trên buồng lái nó như thế nào. Đây là nơi làm việc khá là quan trọng, đặc biệt là đang trong quá trình rời cầu, cho nên là mình không có nói chuyện làm phiền Hoa Tiêu và thuyền trưởng làm việc. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe không khí làm việc ở trên buồng lái. What happens is if you try to do that, you get lifted out of it. So you've got flood tide disc, that's where the tide is on your head. Yeah. You think about what it does to South Africa. So straight away, you need to have him that he can work around like this. If he's working. Đây chính là hải đồ điện tử, trên đây có hiện tuyến đường và một số thông tin như là độ sâu từ 10 đến 20m, bởi vì đây là luồng cho nên là khá là cạn. Mọi người có thấy số 10.9 không? Đây là tốc độ tàu tầm khoảng 19 km/h. Đây là khung cảnh lái luồng nha. Trong cái quá trình rời cầu ở trên buồng lái thì có ít nhất là 4 người, đó chính là Hoa Tiêu, một Hoa Tiêu. Hôm nay thì có 2 Hoa Tiêu lên tàu, một thuyền trưởng, một sĩ quan và một thủy thủ lái. Đây chính là vị trí đứng lái của thủy thủ. Starboard 5. Vừa rồi là quá trình Hoa Tiêu đang điều động tàu bằng khẩu lệnh. Khi mà Hoa Tiêu lên tàu làm việc thì tất cả đều bằng khẩu lệnh. Ví dụ như là rẽ trái, rẽ phải hoặc tăng tốc độ hoặc giảm tốc độ đều bằng khẩu lệnh. Còn thuyền trưởng là theo dõi Hoa Tiêu làm việc và đảm bảo an toàn cho toàn tàu. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người coi cái khung cảnh bên ngoài buồng lái. Khi mà một con tàu rời cầu cảng thì nó sẽ như thế nào? Như mọi người đã thấy, sẽ có một con tàu nhỏ hỗ trợ con tàu lớn rời cầu. Con tàu nhỏ đó là con tàu lai. Con tàu của mình thông thường cập và rời cầu sẽ có 2 con tàu lai hỗ trợ. Một con ở phía mũi tàu, một con ở phía sau lái tàu. Con tàu lai ở phía sau lái, với cái góc quay này thì mọi người không thể thấy được. Khi mà một con tàu rời cầu hoặc cập cầu sẽ có 4 đội ở 4 vị trí khác nhau để hỗ trợ con tàu rời cầu. Đội 1 là ở vị trí ở trên buồng lái, lúc nãy mình vừa quay cho tất cả mọi người. Đội thứ 2 ở phía mũi để hỗ trợ tháo dây. Đội thứ 3 ở phía sau lái cũng có nhiệm vụ là tháo dây. Đội cuối cùng là ở khu vực buồng máy, điều khiển động cơ và máy móc của tàu. Khi mà một con tàu rời cầu, cần phải có rất là nhiều người hỗ trợ mới có thể đưa con tàu ra khỏi cầu cảng. Mọi người có thấy những cái mảng đen ở trên nắp hầm hàng? Đó là do trong quá trình nhận hàng than, gió ở ngoài biển thổi vào làm văng hàng than lên nắp hầm hàng. Khoảng một tiếng nữa, anh em mình sẽ trả Hoa Tiêu bằng trực thăng. Trực thăng sẽ hạ cánh ở giữa tàu, ở ngay vị trí này. Như mọi người đang xem, thì đang có một số anh em thì đang trong quá trình là rửa cái hàng than ở trên nắp hầm hàng và trên mặt bon ở xung quanh cái khu vực mà trực thăng hạ cánh. Tránh trường hợp khi mà trực thăng hạ cánh, lực của cánh quạt gió rất là mạnh, làm thổi hàng bay tứ tung, làm dơ trực thăng và Hoa Tiêu không thể lên trực thăng được. Vậy là tàu mình sắp ra khỏi luồng và tới khu vực rộng lớn của đại dương. Và đây cũng là lúc mà Hoa Tiêu xong nhiệm vụ và xuống tàu. Và bây giờ mọi người trở lại khu vực buồng lái, Hoa Tiêu cũng sắp xuống tàu.
Sorry, sir. I can take a video, sir. Take a video, yeah, no yeah. problem. Yes, sir. Thank you, sir. Do you YouTube? Yes, sir. I partner with YouTube. Oh, really? Yeah. You have channel? Yeah, I have one channel. Oh, yeah. Look. Yeah, thank you, sir. 120. Yes. So, Captain, where is your home city? What's your home city? Where do you live? Which is your home city? Sydney, yeah. My home city is south of the Hanoi city, about 100 kilometers. About 100 kilometers south? South of the what capital? Of Hanoi. Hanoi. Yeah, okay. Fine. Yeah, if you have a chance, go together with family. Oh, for chair. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, I certainly. One day I come for a visit. Yeah. Is that one's on 10? Is it? Or is it on the tumbler? Yeah. This is my channel. If you want to see my video. I'll have a look. What is this, YouTube or something? This is his YouTube channel. Yeah. Let me have a look. My video about in the sea. Yeah, I work on the ship. Yeah. Ship videos. Yeah, right. Yeah, right. I'll see. Thank you, sir. That's right. No video yesterday? No. Next spot. Yesterday the pilot was very, very rough. Yeah. Don't put this one on. Yeah. 122. Yes. So, Captain, you're going to go north. North once we clear? Argentina. Oh, Argentina. Argentina. East. Go now. It's going east. Yeah, go east. 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 Ooh. Yeah. Big voyage, huh? South coast. Or one more. You be careful of those Argentine ladies. Ladies in Argentina, you'd be very careful, huh? Did you see the Finnish driving on at a dance party? 124. 124. Yes. So everyone's blowing up and she's had to go and take a drug test and all this. Yeah, it's on the news everywhere. Like, a bit different to our province or whatever, but yeah, she looks like she should be. Bây giờ tàu mình chuẩn bị ra tới Thái Bình Dương, đó là khu vực rộng lớn cho nên là không còn những chướng ngại vật nữa. Hoa Tiêu cũng sắp rời tàu mình để nhà mọi người. Đó, tí nữa trực thăng sẽ xuống và tí mình sẽ. Đó, đây là khung cảnh chuẩn bị nó rất là rộng rãi luôn. Đây, đây là khung cảnh bên trong nha mọi người. It's got a torch on it. This is crazy. It's a torch. Yeah. A floodlight. It's an alarm. But it's also got, has this got USB storage? Thank you so much, Captain. So it's got USB charging. But it's got USB storage. But be careful when you push this one, because at first it flashes a red light. The next thing you know, there's this ridiculously alarm goes off and have all the neighbors running. Yeah, battery charging for 10 o'clock. It's very good. Oh, thank you, Captain. Yeah, very good. Thank you, Captain. Thank you very much. Yeah. Very good. I hope it's that as well. That's nice. That's it, yeah. Yeah, you put that one down and fantastic. Thank you, Captain. That's very kind of you, Captain. Thank you very much. Very kind. Thank you. You are excellent dancer. Soon that they're gonna, when I say soon, I think it'll be 12 months where they're all gonna have their individual
cases like this. Yeah, okay. We used to have a thing there and fog and that, you just go and get a one of the harbour pilots and you carry the yellow box. À, hết. Rồi trực thăng chuẩn bị tới rồi nha mọi người. Đó, ở phía xa kia mình đã thấy rồi, rất là nhỏ luôn. Đó, Hoa Tiêu cũng chuẩn bị. Hoa Tiêu cũng mặc đồ chuẩn bị xuống tàu hết rồi. Đó, anh em ở dưới phía dưới cũng ok hết rồi. Đó, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Đó, việc đón trả Hoa Tiêu thì cũng rất là phức tạp cho mọi người. Nó rất là an toàn luôn. Đó, đây là một số cái hoạt động ở trên tàu. Đó, trực thăng đã tới. Con này khá là mới nha mọi người, trực thăng rất là mới. Đừng, không biết có phải con trực thăng của mình không nữa mà nó bay đi luôn vậy ta. Hay đi lộn rồi. So captain, we're on 046. And you're six feet up. Yeah, it's your flight to what's up here? Để ra ngoài xem có cái trực thăng ấy bay đi đâu rồi. Thank you sir. Thank you so much sir. Top Gun Maverick. I don't understand. Just 2 seconds. Yeah, helicopter. Is it on fire? Oh, bah. Dưới cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Thế mình sẽ xuống quay trước thực tế cho anh em luôn. Giờ bây giờ mình sẽ đi theo Hoa Tiêu. Đây, mình quay cái lúc nó hạ cánh nha. Đó, thế mình sẽ xuống quay. Hoa Tiêu đang xuống tàu, đi theo chân Hoa Tiêu nha mọi người. Nó review, nó đang xuống. Tới trực thăng rồi nha mọi người. Hoa Tiêu chuẩn bị rời tàu. Thuyền trưởng và thủy thủ lái đang ở trên buồng lái. Đó, có sĩ quan dẫn hai Hoa Tiêu rời tàu. Mình thì hiện tại đang ngoài ca. Ra tín hiệu. Tàu bằng trực thăng hoặc là một con thuyền nhỏ nha mọi người. Có một số anh em mà chuẩn bị ở đây. Chỉ có mình hoặc là rất là nhiều camera khác nữa.
Vậy là chả hoa tiêu an toàn nha mọi người. Rồi. Ok. Đây là goodbye. See you, không bao giờ gặp lại. Đó, hai đội. Vậy là mình đã review cho anh em cái quá trình rời cầu hoa tiêu làm việc ở trên buồng lái, đón trả hoa tiêu, nó hoạt động như thế nào. Thì bây giờ sắp tới thì sẽ có 30 ngày vượt biển Thái Bình Dương, thì mình lại tiếp tục quay những video clip cho anh em xem. Anh em nhớ đồng hành với mình nha. Đó, phía trước là Thái Bình Dương, 30 ngày không mạng. Đó, ok, vậy thôi, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ.